chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, bắt đầu từ đêm ngày hôm qua, một đợt gió mùa đông bắc với cường độ khá mạnh đã xâm nhập và bao trùm toàn bộ khu vực Bắc Bộ, khiến cho trời nhiều mây, có mưa nhỏ ở một vài nơi và chuyển rét. Dự báo từ đêm nay và kéo dài đến những ngày tiếp theo, nên nhiệt độ tại Bắc Bộ sẽ còn tiếp tục giảm thêm, trời rét sâu hơn. Quý vị và các bạn nên lưu ý bảo vệ tốt sức khỏe của mình trước những biến đổi đột ngột của thời tiết. Đới gió đông bắc hoạt động mạnh dần, kết hợp với điều kiện địa hình cũng là nguyên nhân khiến cho trời nhiều mây, có mưa trở lại dọc theo các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong đó các tỉnh như là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, nên nhiệt độ sẽ giảm đi đáng kể. Từ đêm nay trời chuyển rét tại các tỉnh Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 4 nên ngày hôm qua, các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến Phú Yên và Bắc Tây Nguyên đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to gây nhiều khó khăn cho các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân trong khu vực. Ngày hôm nay, khi vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão tiếp tục di chuyển sang phía Tây và không còn ảnh hưởng nhiều, thì mưa cũng sẽ giảm hơn về lượng tại Bắc Tây Nguyên. Tuy nhiên, do đới gió Đông Bắc hoạt động mạnh trở lại, nên các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến Phú Yên tiếp tục nhiều mây và có mưa dông trong ngày. Khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ổn định hơn với trạng thái ngày nắng gián đoạn, mưa rào chỉ xảy ra một vài nơi vào lúc chiều tối. Nhìn chung, thời tiết trong ngày đầu tuần tại khu vực này vẫn tương đối thuận lợi cho cuộc sống sinh hoạt của người dân. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn sẽ được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, với sự hoạt động mạnh trở lại của khối không khí lạnh, các tỉnh thành thuộc phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, sẽ có nền nhiệt độ giảm mạnh, mưa nhỏ có khả năng xảy ra trong thời điểm sáng sớm. Do trời nhiều mây hơn, nên nền nhiệt cao nhất tại thủ đô ngày hôm nay sẽ đạt khoảng từ 22 cho đến 23 độ, giảm từ 6 cho đến 7 độ so với 24 giờ trước đó. Đêm nay nền nhiệt độ tiếp tục giảm thêm xuống mức là 16 độ, trời rét sâu hơn. Nên quý vị và các bạn cần trang bị thật ấm khi ra đường để bảo vệ tốt cho sức khỏe của mình. Dự báo đợt rét lần này có khả năng kéo dài với nền nhiệt độ sẽ còn tiếp tục giảm thêm. Đến với thành phố Cảng Hải Phòng ngày hôm nay, chúng ta cũng sẽ bắt gặp tình trạng thời tiết tương tự với trời nhiều mây, có mưa nhỏ cùng nền nhiệt độ giảm mạnh, trời chuyển rét với biên độ nhiệt ngày đêm chỉ dao động từ 16 đến 22 độ. Lưu ý là ở vùng ven biển của thành phố, các huyện đảo như là Cát Bà, Cát Hải và Bạch Long Vĩ sẽ có gió đông bắc hoạt động mạnh nên không mấy thuận lợi cho hoạt động diễn ra trên biển. Cũng như thủ đô Hà Nội, dự báo đợt lần này sẽ còn kéo dài nhiều ngày tại thành phố Cảng, với nhiệt độ thấp nhất về đêm tiếp tục giảm thêm. Do vậy, quý vị nên có kế hoạch sắp xếp cuộc sống sinh hoạt của mình cho phù hợp với sự thay đổi của thời tiết. Đợt gió đông bắc hoạt động mạnh dần, kết hợp với giải thời tiết xấu vắt ngang qua phía nam của miền Trung sẽ tiếp tục đem đến những cơn mưa rào và dông cho khu vực Trung Trung Bộ, trong đó có thành phố Đà Nẵng. Hôm nay tại thành phố này trời nhiều mây, mưa xảy ra bất kể thời điểm nào trong ngày, gây bất lợi cho các hoạt động giao thông đi lại của người dân thành phố. Dự báo thành phố sẽ còn duy trì mưa trong vài ba ngày tới. Do vậy, bà con ở khu vực nên có các biện pháp bảo quản đồ dùng, các đồ nông sản để tránh ẩm mốc. Đêm nay, thành phố có mưa, nên nhiệt ở vào khoảng 23 cho đến 24 độ. Do không có hệ thống thời tiết đặc biệt nào tác động nên các tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, duy trì trạng thái ít mưa, trưa chiều trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất ngày xấp xỉ từ 32 cho đến 33 độ. Về đêm, gió thổi nhẹ và nền nhiệt độ giảm về mức là từ 25 cho đến 26 độ. Thời tiết thuận lợi cho giao thông đi lại và các hoạt động ngoài trời của người dân trong ngày làm việc đầu tuần. Thành phố Cần Thơ mang kiểu thời tiết ôn hòa của vùng nhiệt đới. Từ sáng đến trưa thì trời hầu như không có mưa, gió thổi nhẹ với nhiệt độ tăng dần từ 26 cho đến 28 độ vào buổi sáng, lên ngưỡng cao nhất là từ 30 cho đến 32 độ vào trưa chiều. Trong khoảng thời gian này, thời tiết khá thuận lợi cho hoạt động thông thương trên các chợ nổi. Tuy nhiên, xin lưu ý là từ khoảng chiều tối, thành phố có khả năng có mưa rào nhưng với lượng không nhiều và kết thúc nhanh. Về đêm, thành phố không mưa, nhiệt độ giảm xuống mức từ 25 đến 26 độ và trời sẽ dịu mát hơn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.